Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja 400 ABS 2009 về Việt Nam với mức giá từ 159 triệu đồng. Kawasaki Ninja 400 ABS 2009 có thiết kế lai từ hai người đàn anh lớn là Ninja 650 và Ninja 2. Xe được phân phối chính hãng ở Việt Nam với mức giá từ 159 triệu đồng. Mô hình năm 2009 của các dòng Sportline Kawasaki Ninja 400 ABS chỉ có sửa đổi thiết kế họa tiết tem và cách phối màu ở các phần dàn áo bên ngoài, trong khi những trang bị và động cơ vẫn không có sự thay đổi nào so với phiên bản trước đây. Tương tự mô hình trước đó, Kawasaki Ninja 400 ABS 2009 vẫn sở hữu các khung gầm có cấu trúc là cứng vững, thân xe có nhiều cái nét pha trộn với cái dòng Ninja 610 và ảnh hưởng phong cách từ cái dòng Ninja 2 ở phần đầu xe. Chiếc xe cũng được trang bị hệ thống cái đèn pha đôi LED và phía sau cùng loại. Cái cụm tay lái có đầy đủ những cái nút điều khiển như là khóa điện, nút khởi động, xi nhan, pha cốt và còi. Kế đó là cái cụm đồng hồ được chia thành hai vùng rõ rệt, bao gồm cái màn hình LCD với những thông tin về cái mức xăng, odo, tốc độ, chức năng eco và đồng hồ cái vòng tua cỡ lớn tương tự cái chiếc Ninja 650. Hệ thống treo của Kawasaki Ninja 400 ABS 2009 là loại phuộc ống lòng ở phía trước 41mm và cái giảm sóc đơn tùy chỉnh ở phía sau với 5 mức. Tương tự, xe dụng là phanh đĩa trên cả hai kính, bao gồm cái đĩa trước với cái đường kính là 310mm và đĩa sau là 220mm, kết hợp cùng với hệ thống phanh ABS. Bình xăng có dung tích 14 lít, cặp mâm 5 chấu đơn với kích thước 17 inch và trọng lượng không tải ở mức 168 kg. Trong khi đó, trái tim của cái chiếc Ninja 400 ABS 2009 tiếp tục là loại xanh đôi làm mát bằng dung dịch, dung phun nhiên liệu trực tiếp với dung tích là 399 khối. Động cơ này tạo ra công suất đa 45 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút. Moment xích đại 38 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút, kết hợp với hộp số con tài siêu cấp đi kèm cùng hệ thống liên hợp chống trượt bánh khi dùng siêu cấp Lee Plus, đạt được cái tiêu chuẩn thải mới Euro 4. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.